cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng, công bình và bác ái. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới bắt đầu cho con một cơ hội mới để yêu thương và phục vụ nhiều hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lệ luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Cha ơi, bao nhiêu lần trong cuộc đời con nhìn vào những chuẩn mực mà không thực sự xem xét đến ý nghĩa của chúng. Con xin dâng mình và đổi mới cam kết sống lòng thương xót của con. Cùng Chúa Giêsu trong ngày bác ái xã hội. Con tạm dừng ngày sống, ngẫm xem hôm nay con đang sống lòng thương xót như thế nào. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở con rằng bác ái xã hội khiến chúng ta yêu mến công ích và dẫn đưa chúng ta tìm kiếm sự tốt lành của mọi người cách hiệu quả, không chỉ là với tư cách cá nhân mà còn trong mối tương quan hiệp nhất xã hội với nhau. Mỗi người là một cá nhân toàn vẹn khi thuộc về một cộng đồng, và đồng thời cũng không có một cộng đồng đích thực nào mà không tôn trọng phẩm giá con người. Cộng đồng và cá nhân là những thuật ngữ có mối tương quan với nhau. Lạy Chúa, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này. Xin cho các nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ dân tộc mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, suy ngẫm về tình yêu được nhận lãnh. Vào cuối ngày, lạy Chúa, con chuẩn bị tâm hồn để suy ngẫm về sự hiện diện của Chúa trong ngày sống hôm nay. Xin ban cho con ân sủng để con có thể hồi tâm dưới ánh nhìn đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa ơi, con có nhận biết sự hiện diện của Chúa không? Con đã có thể suy ngẫm về hành xử của mình khi có Chúa bên cạnh hay chưa? Con đã sống ngày hôm nay với mục đích nào? Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã luôn nhẫn nại bên con. Xin cho con nhận ra được anh chị em mình như Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.